Hôm nay mình sẽ ăn thử mấy cái món tranh miệng mới này, thấy không? Món này không biết là trong nó có kem này, dưới là không biết là nó có bánh này. Đó, thấy để nhìn thấy đẹp không? Đó. Còn đây là thơm này. Thơm, còn đây là chăn này. Chăn, còn đây là sô cô la này. Đó, còn đây là dâu này. Thấy không? Wow. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Mình sẽ ăn thử cái này trước này. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha, thử cái nào trước đây. Ăn thử cái này trước đi. Đó, xem nó như thế nào. Wow, nhìn ngon không? Wow, rất là béo. À ha. Ở dưới nó có bánh này. Thấy không? Nó nó có bánh này nha. Bánh kèm thêm với kem béo nữa, hay ngon không? Wow. Ăn bên sang cái dâu này. Cái hạt này, cái trái này là trái cái gì ta? Cái dâu đỏ à. Cái này ăn nó hơi chua, chua mà. À, rosé. Có mùi dâu ngon lắm. Có kem, mùi kem béo này, có dâu là sốt dâu này, chua chua ngọt ngọt béo béo rất là ngon. Sau đó mình ăn thử cái này có thơm này. Thơm này không? Béo béo ngọt ngọt. Cái này là chanh này. Còn cái này nước cốt dừa này. Đó. Mình ăn khoảng 3 ly rồi là mình thấy ngán này. Mình không muốn ăn nữa. Thật sự thì muốn review thêm cái này mà bây giờ mình ngán này. Chắc để lần sau ha. Bữa nay mình sẽ ăn thử thêm món tráng miệng mới nữa nha. Cái này là cái gì đây? Kêu là paparum này. Đó, nhìn thấy đẹp không? Trong này là nó có nước đường á. Nước đường này với lại cái bánh ba ba này. Với mấy trái cây với lại rượu rum này, kêu là ba rum. Đó, thấy không? Còn cái này là mùi gì đây, không biết nữa. Để mình ăn thử cái nha. Ăn cái này đẹp, ăn cái này đẹp. Đó, cái này đẹp không? Đó. Mình sẽ ăn thử cái này.
Với cái này nha. Cái này bên Việt Nam mình rất là nhiều này ha. Đó. Đấy, trái này trái gì mọi người biết không? Wow, bên này mua mắc tiền lắm đó. À, nhìn ngon không? Nhìn ngon không? À, còn cái này nữa, cái này không biết là gì đây. Nó nhìn đẹp không? Wow. À, bây giờ mình ăn thử cái này trước nha. Này sốt dầu à, sốt dầu à, đây ở trên là sốt dầu và dưới là dừa, mùi dừa. Để xem cái này hay là cái gì nhá. Chắc ăn chơi trái này đi. Cái này hơi chút chua. Có màu vàng không biết là gì. Nhưng mà cái kia là kem phải không? Xoài, sốt xoài, màu vàng nhiều lắm. Đang ăn cái này nha, cái này nó cái này thì bình thường à, cái này chua lắm, cái này ăn không được, cái này chua lắm, bỏ sang đây, cái này đây. Cái này có nước này nó ngọt ngọt, có rượu rum này. Thấy cái bánh này ngon không? Nó ngấm vào trong cái nước rượu đó. Ngon. Cái này không ăn nó không có phai không? Rượu rum này nó loại này nhẹ, loại rượu mùi mà. Ăn ba cái này thấy ngán không? Ăn quá trời không? Còn cái này sô cô la này mình chưa ăn này, còn cái này là thơm này mình chưa ăn này. Đó. Mai mốt mình ăn này mình sẽ review cho mọi người xem nha. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người.
Xin lỗi ạ.